Vào ngày 25 tháng 1 vừa qua, tỉnh ta đã vui mừng đón nhận tin đoàn học sinh Thanh Hóa tham gia kỳ thi giỏi quốc gia năm học 2023-2024 có đến 84 học sinh đoạt giải trên 90 học sinh dự thi. Và trong số 9 em đoạt giải nhất thì có một trường hợp rất đặc biệt, đó là cặp anh em sinh đôi Long và Công đều đạt giải nhất môn sinh học. Và để quý vị và các bạn không phải chờ đợi lâu thêm nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai chàng trai tài giỏi này nhé. Long và Công, hai em có thể giới thiệu một chút về bản thân cho quý vị và các bạn được biết được không? Xin mời em. Công, em học lớp sinh cho tâm trường sư. Em em là Long, lớp 12 hóa, em học tâm trường sư. Thì chị xin gửi lời chúc mừng đến với hai em bởi vì hai em đã vừa đạt được cái giải thành tích rất là cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi. Vậy thì không biết là cảm xúc của hai em như thế nào? Em khá vui và bất ngờ. Vì là em đã dành cái thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi sửa tốt ra. Thế còn Công thì sao nhỉ? Khá bất ngờ cái giải nó đặt trên kỳ vọng của em. Vậy thì không biết là trước khi đi thi thì hai em đã chuẩn bị như thế nào về tâm lý cũng như là về kiến thức của mình? Trước khi đi thi thì em đã ôn lại tất cả môn các bài đã học. Bên trường thì các thầy cô cũng cho em các tiết học, em đã có kiểu Về gia đình thì sao? đình của em thì cũng ủng hộ và giúp đỡ em trong cái việc về tâm lý sẽ cho em trước khi vào kỳ thi, tạo điều kiện cho em học và ôn thi. Thế còn Công có cảm xúc như vậy không? Các thầy cô cũng lên trường và động viên các bạn thi thi xong việc em có buổi gặp mặt các bạn thì cũng khá là tìm được đức đi thi. Thì hai em đều là học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Nam Sơn, một cái nôi của các cái bề dày thành tích rất là lớn. Vậy thì không biết đây là áp lực hay đây là động lực của các em? Nó cũng có cả hai động lực thì thi xuân cho em được đó để được cái giải sự này và cũng do nó nhiều giải cũng áp lực em có thể lên cao cách đi này cũng giống bạn không là cả động lực đó là thì Nam Sơn đã trước đây đã có cái lời được giải ra quốc tế khá cũng khỏe được cho em mà cái Nam Sơn thì cũng tạo điều kiện cho em các bạn thì cũng là một cái động lực cho em để Vậy thì không biết là tình yêu môn sinh đến với các em từ khi nào và không biết là tại sao nó có một cái sức hút gì mà khiến không chỉ một mà cả hai em đều say mê đến như vậy? học sinh thì em cũng khá ấn tượng với sinh cảm giác là bài nó có sức sống là em sau khi học thì em cũng thích hành vật rất giỏi tư vấn của sinh thái. Thế thì môn sinh nó có một cái điều gì khác so với những cái môn khoa học tự nhiên khác không? Nó sinh nó sẽ là sự kết hợp giữa các cái môn thuật tự nhiên và môn thuật xã hội. Đó là ở phần sinh ra. Nó vừa có vừa dễ là Bây giờ chị sẽ hỏi một điều mà không chỉ có chị mà rất là nhiều bạn cũng tò mò. Đó là không biết là hai bạn học giỏi như vậy thì có bao giờ hai bạn bị điểm kém không? có em rất là kém bài viết rất thường thì mà xong mới em thì xong một cuộc rất cố gắng hơn để được điểm cao thì đi Thế còn Công thì sao? thì được cái kém nhiều em cũng không phải là buồn anh đừng cái thì em sẽ ra được các cái bài học kinh nghiệm. Vậy thì cả hai bạn đều có tình yêu và có ước mơ đối với môn sinh như vậy thì
Vậy thì mục tiêu mà hai em muốn đề ra trong tương lai là gì? Liệu nó có giống nhau hay không? Có mục tiêu của em thì đều là bác sĩ, đó là phải vào ai để tiền học đại học Hà Nội. Vậy thì là anh đúng không, anh trai đúng không, thì mình có giúp đỡ em hay là có dành thời gian để học hành với em không? Em xem trao đổi với cả về các cái phần khó cũng như phần nặng bộ phận thì trao đổi với nhau để cho nó dễ dàng một cái vấn đề hơn. Vậy thì gia đình có ủng hộ ước mơ của hai không? Đây cũng là có vì cần nghe xuống lại cần sĩ của em không sĩ và em có cho em theo cái ngành này. Hai em có lời nào muốn nhắn nhủ đến với các bạn mà đồng trang lứa cũng như là những cái em hậu bối của mình, những bạn mà đều có những cái ước mơ và những cái mong muốn đạt được những giải cao như mình hay không? Theo cái chị phát sinh chị đã xài tự học theo cái thứ sách thì có một kiến thức và đã được giải cao Chỉ là học trong sách giáo khoa thôi sách các sách nâng cao à? tự học Thế còn người em thì sao không? thì sinh thì là một môn là có nhiều người học sinh nó là bị logic hay là sinh chỉ cần đi theo thôi đi theo các vấn đề trong các mối vấn đề trong vấn logic thì dễ dàng cái vấn đề hơn. Rất cảm ơn những chia sẻ của Long và Công. Một lần nữa thì chị xin chúc mừng hai em với những thành tích mà hai em đã đạt được trong những kỳ thi vừa qua và chúc là cho những cái ước mơ, những cái dự định của em trong tương lai sẽ là hiện thực nhất. Và với những thành tích mà các bạn đã đạt được, tin rằng hai bạn sẽ có thể phát huy tinh thần đó và trở thành những nhân tài của đất nước trong tương lai. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi những sản phẩm, những chương trình của Báo Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.